Thưa quý vị và bà con nông dân, với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo, công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seed đã nghiên cứu và cho ra đời giống lúa mới TBR89. Giống lúa này liệu có những ưu điểm vượt trội gì? Hãy cùng chúng tôi về xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy nghe những chia sẻ của nông dân khi đưa giống lúa thuần TBR89 vào canh tác. Vụ này gia đình ông Sơn cấy 7 sào thì có tới 5 sào là giống lúa TBR89. Đây là vụ đầu tiên ông cấy giống lúa này. Ban đầu ông cũng có chút lo lắng, song thực hiện gieo cấy, chăm sóc theo đúng hướng dẫn của công ty và hợp tác xã. Nên đến thời điểm này, ông Sơn cầm chắc thắng lợi. Một vụ lúa bội thu với năng suất cao. Được cấy cái giống lúa này, thấy rằng bà con cũng phấn khởi. Đặc biệt công ty lại là chú trọng thêm phần là cân, gặt đến đâu cân đến đấy cho bà con. Và đặc điểm giống lúa này là nó rất là bằng phẳng, bông to. Và cũng chịu được như vậy là các loại sâu bệnh. Giống lúa mới TBR89 được cấy thí điểm trên diện tích 11 ha tại thôn Đông Mai với 45 hộ tham gia. Qua quá trình theo dõi, đánh giá, TBR89 có thời gian sinh trưởng khoảng 110 ngày, khóm gọn, bông to, dài, hạt thóc màu nâu nhạt. Mặc dù thời điểm lúa chỗ gặp mưa, song tỷ lệ hạt chắc rất cao, không có hạt lép. Những gì giống lúa TBR89 mang lại có nhiều triển vọng, thay thế dần các giống lúa chất lượng thấp ở địa phương, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Giống lúa này rất phù hợp với lại cái đồng đất của xã chúng tôi. Bà con xã viên rất là thích cái giống lúa này. Thì bà con là cũng tâm đắc với cái giống lúa mà nó có cái năng suất, tiềm năng suất cao. Nhất là đặc biệt là vụ xuân thì năng suất còn cao nữa. Thì chúng tôi sẽ sẵn sàng là mở rộng diện tích. TBR89 là giống lúa thuần do anh hùng lao động Trần Mạnh Báo và các cộng sự chọn tạo thuộc bản quyền của Thái Bình Seed. Giống được công nhận và lưu hành năm 2020. Thời gian qua, công ty đã thực hiện các mô hình trình diễn không chỉ trong tỉnh Thái Bình mà còn ở rất nhiều tỉnh thành khác nhằm kiểm tra tính thích ứng của giống. Tất cả các mô hình đều cho kết quả tốt. Qua quá trình khảo nghiệm ở rất nhiều đồng đất thì có những cái địa điểm chúng tôi đã sản xuất thu hoạch được trên 3 tạ tươi trên một sào 360 m². Với những ưu thế vượt trội của TBR89, giống lúa thuần có tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt, nông dân cả nước có thêm lựa chọn để có những mùa vàng bội thu.